bỏ nha, em đi chợ nha. Chợ hôm nay nghỉ ngơi một hôm thế. Thôi em đi nốt hôm nay, hôm nay nghỉ chợ. Thế đi gần gần thôi nhá, trời nắng quá. Gần đi gần mà. Ê, nhà nhá. Đi cẩn thận nhé, xe cổ đi lại đi cẩn thận nhé. Did hit
nghề nghiệp hả? Thân nghề nghiệp. Cái này ngon mà em vào pha đường ăn ngon lắm. Pha đường mới ăn được. Pha đường ăn thì ngọt, còn ăn nếu mà không muốn ngọt ăn này thì ăn được. Ôi sao vẫn chưa thích cái ấy nhỉ?
xuống đây rồi à? Một ngày làm việc hay không? Thường quá. Anh vừa tưới rau xong. Thôi em ngồi nghỉ đi để anh quét nhà một tí. Ui đẹp thế. Rơ gì đấy? Rơ bở anh ạ. Rơ bở à? Anh quét nhà đi xong thì em bỏ cho anh ăn. Xong cái quét qua qua thôi tại vì đất này nó nạp cũng thế. Em đi rửa tay cho anh bỏ tay nha. Quá. Cái này em mua một cân đắt không? Cân 10.000 bán lại cứ thế thôi, có bán được đâu. Chỉ bán được thế thôi. Chưa được ăn bao giờ. Thường chứ. Quanh anh nhổ ít nhặt ít cái lá rau rồi anh đang định đốt lửa để nó đi em về. Ăn đi không bỏ tiếp này. Ừ. Anh no rồi, tí anh cơm. Để hôm nay không biết nó to hỏng. Để đến mai chắc không hỏng. Lâu rồi mới hỏng. Hôm nay nó vẫn cơm rồi. Ngon lắm. Ăn sợ thì không ăn được cơm. Ăn có miếng dưa thôi mà. Thôi, anh đi nhóm rửa cho nó. Em ăn xong em đi tắm rửa ấy. Anh ăn nữa đi, ăn thế rồi. Thôi, anh ăn thế để anh đi nhóm rửa. Mùa quê mình chắc gì bão là đến. Không biết được.
em không phải có quần áo mà. Anh ăn miếng dưa xong rồi anh nhặt cơm cho. Vâng, anh ăn đi. Anh đưa lên nhà anh chọn quần áo cho. Em tắm rồi đấy. Nấu cơm đi, bạn nấu cơm cứ nấu đi. Em làm anh đau lưng quá đấy. Tại anh nghe anh bảo anh đi tìm quần áo cho em mà. Không cuối cùng có tìm thấy quần áo đâu. Anh hút ra cái quần. Ú, nãy anh quên không đi sửa điện nó. Thôi kệ, thế mình ăn sớm sướng hay mình đi ngủ. Anh làm rối hết tóc em rồi. Phải rối chứ. Để cho nên nó sớm điện cứ để đấy nó đi sửa. Thôi mời anh nha, anh đi rửa cái nồi nấu cơm nhé. Còn trẻ mà. Mm-hmm.